Sáng 20 tháng 6, lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường điều tra nguyên nhân vụ cháy cơ sở bột nhang trên đường Trần Văn Dầu, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, TP.HCM, khiến hai người tử vong. Vào chiều 19 tháng 6, cơ sở bột nhang trên xảy ra cháy. Nhiều người hô hoán tìm cách dập lửa nhưng bất thành. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã khẩn trương đến hiện trường triển khai công tác cứu hỏa, tìm kiếm người bị nạn. Bước đầu, lực lượng chức năng ghi nhận có hai người tử vong trong cơ sở bột nhang và đã tìm được một người. Người dân gần hiện trường vụ cháy cho biết cơ sở bột nhang này có khoảng 10 người làm việc. Một trong hai người tử vong trong vụ cháy là người thân với chủ cơ sở này. Dù đã qua một ngày trôi qua, người dân tham gia chữa cháy cứu người tại cơ sở bột nhang trên đường Trần Văn Dầu, huyện Bình Chánh vẫn còn bàng hoàng khi nói về vụ cháy. Theo đó, khoảng 14 giờ ngày 19 tháng 6, mọi người nghe tiếng rì hô cháy thất thanh từ những người chạy ra từ bên trong cơ sở bột nhang. Lúc này, mọi người giúp nhau di dời tài sản bên trong ra ngoài. Chủ cơ sở bột nhang được cho là cố gắng lái chiếc xe tải đang cháy từ bên trong cơ sở này ra phía bên ngoài. Mọi người dùng bình chữa cháy mini lao đến dập lửa, cứu xe tải. Cơ sở xảy ra cháy này rộng hơn 500m², nằm ngay mặt tiền đường Trần Văn Dầu, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh. Ở bên trong, khung sắt nhà xưởng bị đổ sập, máy móc và nguyên vật liệu bị hư hỏng nằm ngổn ngang, chất chồng lên nhau. Nhiều tấm tôn bị biến dạng bởi sức nóng, khói vẫn còn âm ỉ bốc lên. Vụ cháy còn khiến hai xe máy, một xe đạp và một số tài sản của cơ sở thu mua phế liệu nằm bên cạnh cũng bị cháy, hư hỏng do ảnh hưởng từ vụ cháy. Được biết, cơ sở cháy là hộ kinh doanh TKI, sản xuất bột nhang thuộc phân cấp quản lý của công an huyện Bình Chánh. Công trình có kết cấu xây dựng tường gạch, mái tôn, có một lối thoát nạn ở cửa chính, một lối thoát nạn phía sau thông qua nhà dân. Cơ sở có trang bị 16 bình chữa cháy xách tay các loại. Mặt trước của cơ sở tiếp giáp với đường Trần Văn Dầu có chiều rộng khoảng 20m, ba mặt còn lại tiếp giáp với nhà dân. Hiện danh tính các nạn nhân cũng như nguyên nhân vụ cháy cơ sở bột nhang trên đường Trần Văn Dầu, huyện Bình Chánh đang được cơ quan chức năng làm rõ.